Đây là cồn. Đây là aceton. Các bạn pha dung dịch này lại với nhau thì tỷ lệ 8 phần cồn và 1 phần aceton. Tiếp theo các bạn dùng dung dịch lúc nãy đổi đều mặt qua đồng. Sau đó các bạn đặt mặt anh lên trên. Các bạn dùng máy mềm lau dịch lại thôi. Đây là dung dịch để cho SNL 3. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ vào mặt vào trong đó thì ăn mặt.